hôm nay chị Trang đi chợ sớm, bảo mình ở nhà đuổi cơm nhỉ. Của một bông hoa đơn thật đi. Ui, con ăn to ta. Này, ông ơi đi ra đi để tớ ngửi hoa. Ơ, cái bạn ông mày đi ra đi. Hoa này của nhà tớ mà. Đi ra đi ra. Đi ra đi, đi ra đi. Later. Tớ vừa ngủ dậy. Cậu cứ từ từ ra làm sao mà mày sợ. Có mỗi con rán thôi. Rán thì nhà nào mà chả có. Nó bé tí thì tí, sợ cái gì con rán. Không, cậu nói nhỏ thôi. Cậu không biết đâu. Con rán này á, nó là con rán chúa. To khổng lồ luôn. Rán chúa thì chắc cùng lắm là nó to bằng cái nắm tay này thôi. Nói quá đây. Đi, tớ lên xem nào. À, anh nhỉ? Đâu, con rán ở phòng khách à? Anh nhỉ? Ui, cái gì đây? Con gì đây? Con rán đây. Con rán đây à? Rán, 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 ơi, sao to như thế này? Em không phải con rán đâu. Con gì thế này? Em là một con ong. Từ sáng nay em đang tưới hoa thì bị một con ong nó đốt vào tay đây này. Thế này em ngủ một giấc biến thành con này luôn. Ui, thì hóa ra đây là con ong mà, chứ không phải là con rán cậu ơi.
Vậy là em Cam bị con ong đốt, xong bây giờ lại biến thành một con ong cô ạ. Ong thì cũng không sợ nhỉ, ong thì cho ở được, chứ rán là thì hôi lắm. Có hôi không cậu? Không hôi cậu ơi, lại ngửi thích mùi thơm thơm của phấn hoa ấy. Đúng là con ong thật rồi. Nhìn xem nào, hai cái râu này mềm mềm, hai cái râu. Xong nào, còn có cả hai cái mắt ở trên đầu nữa này. Còn cái này là cái gì vậy cậu? Cái này á, cái này chắc là để trang trí thôi. Em đứng lên anh xem nào. Ui, bây giờ to thật đấy. Trông này, to còn hơn cả tớ luôn. Người thì vằn đen này, vằn vàng này, đuôi thì nhọn hoắt. Cái đuôi này vừa để đốt anh đấy nhá. Cánh này lại bé bé xinh xinh. Bây giờ em Cam biến thành một con ong dễ thương rồi. Nhím ơi, bây giờ em Cam biến thành con ong như thế này rồi, chúng mình có đuổi con ong này ra khỏi nhà không cậu? What? Em Cam mà, làm sao mà đuổi ra khỏi nhà được? Bây giờ em chắc là chỉ bị tạm thời biến thành con ong thôi. Mình cứ để em ấy lại, xong rồi tìm cách chữa trị dần. Đúng rồi, chú ong lại đuổi em ra khỏi nhà. Thôi, thế nè, được rồi nhá. Vấn đề con rán được giải quyết rồi. Thế còn bây giờ, tớ từ sáng tới giờ, tớ vừa ngủ dậy xong đã bị cậu lôi sang đây rồi. Đáng đói quá em này, nhà cậu có gì ăn không? Chờ chị một lúc nha. Ôi trời ơi Cam ơi, em đã to như thế rồi thì không thể ngồi được lên ghế nữa rồi. Ngồi lên là cái mông nó lại kéo nó tụt xuống. Đúng rồi đấy, bây giờ cái mông của em Cam nó to như thế này, làm sao mà ngồi cái ghế nhà tớ được. Đây này, chuẩn bị sẵn cho em ta một chiếc ghế nhỏ xinh xinh. Ngồi ở đây xem ngồi được không? Vừa duyên đấy. Thế này bạn ong chỉ ngồi được cái ghế nhỏ này thôi. Đồ ăn tới rồi đây, đồ ăn tới rồi đây. Tớ đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho hai cậu đây. Đấy. Đâu bây giờ bạn ong này thích ăn cái bánh nào? À cái bánh màu hồng đấy á. Thế còn bạn nhím thích ăn cái bánh nào? Tớ cái bánh gạo đấy đi. Ăn cho đỡ đói đã. Thường em Cam, tớ thấy thích ăn mấy cái bánh này lắm cơ mà. Sao hôm nay ngửi thấy bánh này oẹ nhỉ? Ủa tớ biết rồi. Biết gì cơ? Em Cam bị biến thành con ong rồi. Thế nên bây giờ không thích ăn bánh kẹo như bình thường đâu. Ong thì bình thường nó thích ăn gì nhỉ? Ong thì... Ong đâu. Quay đi tìm mật. Ong thích ăn mật với cả thích ăn hoa cậu ơi. Ăn nhụy hoa ấy. Ui, nghĩa là bây giờ chúng mình phải đi kiếm hoa cho em Cam ăn á. Chứ còn thức ăn bình thường là em ấy không thể ăn được, đúng không các bạn? Không ăn được bánh kẹo, không ăn được cơm, mà lại chỉ ăn được hoa thôi. Đơn giản. Hoa thì nhà tớ có đầy luôn. Đấy, một cái cây á, ra rất nhiều những bông hoa màu tím. Bây giờ mình sẽ hái những bông hoa này để cho em Cam Cam ăn nhá. Một bông này, hai bông này, ba bông này. Chị cứ buồn ngủ rồi đấy. Bây giờ chị em mình đi ngủ trưa đi. Bây giờ chị nằm ở đây, còn em Cam nằm ở đây nhá. Ui dồi ôi, con ong chân nhà tớ
giường à, để chị hỗ trợ nào. Nào. Được rồi. Em ca nằm trong nhá, chị nằm ngoài đấy. No. Các bạn ạ, chứ nuôi em Cam ở nhà như thế này cũng không ổn.